Ô, có cái xác, có cái xác. Cái xác chết. Đây rồi, nhiều con cá. Ơi, mình chuẩn bị đi làm rồi, con bé nó đi đâu rồi? Su ơi! Su, về đây, về đây. Con lại đi ra đâu đấy con? Ngồi đây mẹ xem nào. Mình đang rửa mặt thôi. Nè, này, bây giờ mẹ đi làm nhá. Con ở nhà phải trông nhà cẩn thận, nhớ chưa? Chiều mẹ về, nhớ chưa? Mẹ ơi, sao? Mùa hè rồi lắm, đừng lắm lắm. Mẹ đi ra ngoài chắc không lắm. Nhưng mà con còn nghe được tiếng ve sầu nữa. À đúng rồi, mùa hè đến rồi nên có ve sầu. Nhưng mà này nhá, không được theo các bạn bắt ve sầu đâu, biết chưa? Trời nắng đi bắt ve sầu là về ốm đấy. Chiều ba về rồi, hai ba con đi bắt ve sầu, nhớ chưa? Mẹ đi làm đây, phải nghe lời mẹ đấy nhá. Chào mẹ. Ờ, mẹ chào con, tạm biệt con. Ở nhà chán quá. Mẹ mình thì dặn không được đi bắt ve sầu. Su ơi, Su ơi, đi bắt ve sầu không cậu ơi? Ngoài kia nhiều ve sầu lắm. Và đang một phát to ơi, mà to đẹp lắm, đi không? Em đang bảo là ở nhà trong nhà không được đi đâu. Ui trời, làm sao vậy, trong nhà đóng cửa vào à? Mình ra, chúng mình ra kia bắt một tí là về thôi. Đi nhanh lên, đi nhanh lên, tới rồi. Đây mình với. Ô, có cái xác, có cái xác. Đây rồi, nhiều con quá. Trong mà mình không nghe lời mẹ. Mẹ chào bé, tại sao cháu lại ngồi đây? Mẹ cháu bảo là ở nhà trong nhà, nhưng mà bạn Vũ đi bắt ve sầu nên là con mẹ lạc khi các bạn, con không tìm thấy đường về nhà. Mẹ thấy con đã bắt được con ve sầu nào chưa? Để bác xem nào. Đâu bác xem nào. Wow, nhiều ve sầu này á. À, bác biết là cháu con nhà ai rồi? Cháu phải con Masa không? Đúng ạ. Bác biết là cháu, thế đứng lên nào. Bác dẫn cháu về nào. Nào, đưa tay lên, bác đưa về nào. Rồi, đi. Lần sau con không được đi một mình như này chứ, chứ chưa? Bởi vì các bạn cứ gạ con đi. À, thế bây giờ về nhà nhá. Vâng ạ. Ôi, Su, con ở đâu rồi? Mẹ. Ôi, Su. Con xin lỗi mẹ này, sao bác không về? Đấy, mẹ đã bảo con là đừng đi bắt ve sầu một mình mà chiều ba về. Các bạn dục con. Dục con nhưng con phải nghe lời mẹ, biết chưa? Hoàn lắm. Ôi, anh à, cảm ơn anh nhá. May có anh gặp cháu chứ không mà tôi cũng đi tìm nữa. Từ nãy đến giờ không thấy đâu, mà cảm ơn anh nhá. Ờ, không cảm có gì đâu. Cảm ơn bác. Ờ, cháu là sau, cháu nghe lời mẹ nhớ chưa? Vâng ạ. Rồi thôi, mẹ con về nhà đi. Vâng ạ, chào bác ạ. Đâu mẹ xem là bắt được mấy con nè. Trời ơi, hai con ve sầu và một cái xác hả? Ừ. Sao không để tối rồi hai ba con đi? À, thôi chúng mình đi về đi con. Mẹ cũng thích cầm. Ờ, về nhà xong rồi. Chào, ngày xưa thì chả cầm tí nào. Ờ, bây giờ về là con cho lên cây, không được bạn ấy không có nhiều cây được. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe.